Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo sự bình yên cho thủ đô, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai kế hoạch bổ sung 15 tổ công tác 141, nâng số tổ công tác của lực lượng này lên con số 30. Việc tăng cường lực lượng 141 làm nhiệm vụ trên đường nhằm mục đích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ các kỳ cuộc, sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra dịp cuối năm. Qua một thời gian triển khai, các tổ công tác bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. 20 giờ tối qua, trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, huyện Thanh Trì, mặc dù số ma túy đã được đối tượng cất giấu khá tinh vi, nhưng không qua mắt được các trinh sát hình sự của tổ công tác Y29-141 Công an thành phố đang chốt trực tại đây. Mua cái này về sử dụng hay là về bán? Mua về sử dụng. Bao tiền? Mua 100. Mình mua ở đâu nhỉ? Dạ. Mua cái này đâu? Mua ở dưới ngã tư Sở. Có tiền án tiền sự gì chưa? Em có 2 tiền án. 2 tiền án à? 2 tiền án về tội gì? Ma túy. Ma túy à? Tiền án gần đây nhất là đi bao nhiêu năm? Em gần đây nhất là 32 năm. Còn đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại tại chốt của tổ công tác Y22-141 trên phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm. Thanh niên này vi phạm luật giao thông, không có bằng lái xe, nhưng khi các cán bộ chiến sĩ lập biên bản tạm giữ phương tiện, thì người thân của người này xuất hiện với thái độ không hợp tác. Bác không phải là người vi phạm. Đừng có biết tôi. Chúng tôi không muốn làm nhiệm vụ với bác, tại vì bác không phải là người vi phạm. Không chỉ đối mặt với tội phạm, thực tế các tổ công tác 141 còn thường xuyên phải giải thích luật một cách cặn kẽ cho người dân, giúp họ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ, đồng thời để họ chấp hành các quy định của pháp luật. Thưa bác, là khi mà đi đường thì bắt buộc là mọi tình huống mình phải đội mũ bảo hiểm khi mình điều khiển mô tô, đúng không? Trong trường hợp này, kể cả em đi học, đúng không, là cũng phải đội mũ bảo hiểm, không thể nói là vội hay không vội được, đúng không? Và việc mà em không có bằng lái thì là sai rồi, đúng không ạ? Vâng, thì chúng cháu thực hiện theo đúng pháp luật là phải lập biên bản và ghi nhận lại cái việc đó. Okay. 15 tổ công tác 141 được Công an Hà Nội tăng cường để trấn áp tội phạm tại 12 quận trung tâm và 3 huyện ngoại thành. Sau gần một tuần ra quân, 15 tổ công tác 141 mới được thành lập đã phát hiện hàng chục vụ việc phạm pháp hình sự và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an là các quận, gồm có các lực lượng như cảnh sát ma túy, cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự và các lực lượng tăng cường của công an quận, từ những đội nghiệp vụ ra hỗ trợ tăng cường cho chúng tôi về nghiệp vụ, về chuyên môn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm trên những tuyến giao thông. Theo thống kê của Công an thành phố, trong quý 3 năm 2018, mô hình 141 của Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc phòng ngừa, trấn áp tội phạm tại các địa bàn công cộng. Hơn 200 người có dấu hiệu phạm tội cùng nhiều dao, kiếm, ma túy đã được lực lượng này phát hiện, bàn giao cho cơ quan điều tra. Mỗi cán bộ chiến sĩ khi tham gia công tác cho liên quân 141 đều nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tổ công tác 141. Đối với bản thân tôi thì đây là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào. Thì đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an thủ đô được tham gia tổ công tác 141, giữ vững bình yên cho nhân dân và sẽ cố gắng phát huy hết trách nhiệm khả năng của mình để đảm bảo công việc được tốt nhất. Đã bước sang năm thứ 8 thành lập và đi vào hoạt động, đến nay cái tên tổ công tác 141 đã trở thành thương hiệu của Công an thành phố Hà Nội trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Và hiệu quả đã được người dân ghi nhận bằng những chiến công của các chiến sĩ trong công cuộc giữ gìn sự bình yên cho thủ đô.